Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà quá đến thưa ông ấy rằng: xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà quá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi mà làm ta nhức óc. Rồi Chúa phán: các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương đó nói. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với người đêm ngày mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kiếp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ có được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Kính chào quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Quý vị đang nghe bài chia sẻ lời Chúa của Chủ nhật thứ 29 mùa thường niên 5C trên kênh YouTube Lời Yêu Thương của Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa miền Hải Ngoại. Kính thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, trước khi vào chia sẻ bài tin mừng, tôi xin được mạn phép có một cái thông báo nhỏ nhỏ như thế này. Đó là từ ngày 26 tháng 12 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, có nghĩa là ngay sau Giáng sinh, Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa miền Hải Ngoại chúng tôi sẽ tổ chức một tuần tìm hiểu ơn gọi cho những bạn nam độc thân công giáo tuổi từ 16 đến 35 có thể đến để sống chung trong tu đoàn chúng tôi trong một tuần, để rồi cùng chúng tôi cầu nguyện, cùng chúng tôi chia sẻ những câu chuyện đức tin, những kinh nghiệm sống và đặc biệt là trải nghiệm đời sống tu dòng, sống đời sống cộng đoàn như thế nào, để rồi cùng tìm hiểu Thánh Ý Chúa xem Thánh Ý Chúa có muốn các bạn sống đời sống tu trì như chúng tôi hay không. Vì vậy mà tôi xin kính mời và cũng kính nhờ tất cả quý ông, quý bà, anh chị em nào biết những bạn trẻ, cách riêng có thể là con cháu của ông bà, những thanh niên, thiếu niên độc thân, công giáo tuổi từ 16 đến 35, có thể giới thiệu với chúng tôi để rồi các bạn có thể đến để sống với chúng tôi trong một tuần để cùng cầu nguyện, chia sẻ, cùng trải nghiệm và tìm hiểu thánh ý của Chúa. Tất nhiên những người đến tham dự tuần này không có nghĩa là họ phải đi tu, mà là đến để học cầu nguyện, đến để chia sẻ những câu chuyện đức tin, đến để rồi cùng trải nghiệm để biết rằng đời sống tu nó như thế nào, và đặc biệt là đến để tìm hiểu, để tìm cách, học cách để biết tìm thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình. Sau cái phần giới thiệu của tôi, ông bà anh chị em thể thấy cái tờ poster cả về tiếng Việt, cả tiếng Anh để quảng bá về cái tuần tìm hiểu ơn gọi này. Trên đó có số điện thoại, có địa chỉ email để rồi ông bà anh chị em có thể liên lạc với chúng tôi để giới thiệu các bạn trẻ cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý cụ, ông bà, anh chị em. Tiếp tục cầu nguyện cho ơn gọi của giáo hội, cách riêng cho ơn gọi của Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa và cách riêng cho tuần tìm hiểu ơn gọi vào cuối năm nay, từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào bài chia sẻ của Chủ nhật 29 mùa thường niên ngày hôm nay. Thưa ông bà, anh chị em, bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe công bố có thể là rất là dễ hiểu, rất rõ ràng rồi. Bởi vì ngay bắt đầu bài tin mừng, Chúa Giêsu đã cho chúng ta cũng như là cho các tông đồ ngày xưa
biết được cái mục đích của cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói. Bài tin mừng đã nói rằng Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn để dạy các ông phải cầu nguyện luôn. Dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng. Phải cầu nguyện luôn và đừng ngã lòng. Và kết thúc bài tin mừng thì Chúa Giêsu có đưa ra một cái câu như là một cái trăn trở, một cái ưu tư của Ngài, để nói rằng Thầy bảo các con Chúa sẽ kiếp giải oan cho họ, nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất này nữa chăng? Con người còn liên lỉ, còn trung kiên hay không? Thế là chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu. Thứ nhất, đó là dụ ngôn nói rằng trong một thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng chẳng kiêng nể người ta. Cho nên vì vậy, là một thẩm phán thì ông phải giúp xét xử cho người dân, phải giúp tìm công chính, công bình cho người dân. Nhưng mà trong cái dụ ngôn này thì người thẩm phán này không phải là một ông thẩm phán tốt. Ông chẳng kính sợ Thiên Chúa mà ông cũng chẳng kính nể người ta. Có lẽ ông chỉ làm những cái gì mà có lợi lộc cho ông mà thôi. Có thể là ông chỉ làm những cái gì khi người ta đút lót cho ông, hay khi có lợi cho ông về phương diện chính trị nào đó thôi. Còn lại ông chẳng sợ Chúa mà cũng chẳng sợ người ta. Rồi khía cạnh thứ hai thì có một bà quá, mà chúng ta biết bà quá trong thời đại nào cũng vậy, trong xã hội nào cũng vậy, đặc biệt là trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, là những con người thiệt thòi. Đa số là những người nghèo, những người thấp cổ bé họng. Bà ta đã có một nỗi oan rất lớn và không biết chạy đi đâu để xin giúp đỡ, cho nên bà ta đã chạy đến cái ông thẩm phán này để mong được ông giúp để mà minh oan cho bà. Nhưng mà tiếc rằng ông thẩm phán này là một người thẩm phán xấu, cho nên là chẳng lắng nghe lời bà yêu cầu mà cũng chẳng sẵn lòng giúp đỡ bà. Tuy nhiên, người phụ nữ này vì cũng chẳng biết đi đâu, cùng đường quá rồi, cho nên bà tiếp tục kiên trì nhẫn nại. Ngày hôm nay có thể là đến gióng trống kêu oan, ngày mai lại tiếp tục đánh gióng trống kêu oan, ngày hôm nay đến nộp giấy tờ này, ngày kia lại đến hộ nộp hồ sơ khác. Bà không bỏ cuộc. Bà không bỏ cuộc có lẽ bởi vì bà cũng chẳng còn chỗ nào khác để đi. Trong nơi khốn quẫn quá, bà chỉ biết rằng dù rằng có phải làm cho cái ông thẩm phán này khó chịu, phải quấy rầy ông ấy, bà cũng tiếp tục bà kiên trì. Và kết quả là gì? Sự kiên trì, sự nhẫn nại, sự khiêm tốn của bà đã chiến thắng. Vị quan tòa, dù rằng ông là một người chẳng kính sợ Chúa mà cũng chẳng tốt lành gì, nhưng mà ông cảm thấy rằng nếu mà không xử cho người đàn bà quá này thì bà tiếp tục quấy rối mình, để nhức đầu nhức óc chẳng làm được gì cả. Cho nên cũng một lần nữa, vì lợi ích của cá nhân ông, cho nên ông mới xử cho người đàn bà quá này. Không phải vì bà ông thương hại, mà cũng không phải vì lòng thương xót lòng tốt gì cả, mà chẳng qua là chỉ không muốn cho bà quấy rầy nữa, cho nên ông đã quyết định là xử án cho bà. Và như trong bài tin mừng nói rằng đã xử cho bà một cách công minh, cho lẽ phải. Thế là qua cái dụ ngôn này, Chúa muốn dạy cho mỗi người chúng ta là con người trong đời sống cầu nguyện. Chúng ta thứ nhất phải khiêm tốn. Khiêm tốn như người đàn bà quá đấy. Khiêm tốn đến hết ngày này đến ngày khác van xin, kiên nhẫn, kiên trì. Mà sự kiên nhẫn, kiên trì đòi hỏi sự khiêm tốn. Đến lòng khiêm tốn, bởi vì nếu như không khiêm tốn thì không thể kiên trì, kiên nhẫn được. Chúng ta có thể nhờ một lần, hai lần, kêu oan một lần, hai lần mà không được giải quyết thì chúng ta chán, chúng ta bỏ. Nhưng mà người phụ nữ này, thứ nhất với cái sự khiêm nhường, khiêm tốn. Thứ hai là sự kiên nhẫn của bà. Bà không từ chối, bà không từ bỏ, tôi xin lỗi, bà không từ bỏ. Thế trong đời sống cầu nguyện chúng ta, thứ nhất ngoài việc phải khiêm tốn trong lời cầu nguyện của chúng ta còn cần phải có một cái sự kiên trì nhẫn nại trong đời sống cầu nguyện. Và cái điểm thứ ba là phải hoàn toàn tuyệt đối tin tưởng. Như người đàn bà quá đó, bà không biết đi đâu nữa. Bà chỉ biết phó thác cho cái sự giúp đỡ, sự minh oan của ông thẩm phán này, mặc dù ông là một người xấu. Nhưng mà bà vẫn tiếp tục. Thế là trong lời cầu nguyện của chúng ta cũng phải hoàn toàn tín thác vào Chúa trong đời sống lời cầu nguyện của chúng ta. Bởi vì rất nhiều lần chúng ta dễ cầu nguyện, như tôi nói trước đây,
cầu nguyện với thái độ cầu nguyện thì cầu nguyện đó, nhưng mà được thì được, chẳng được thì thôi. Chúng ta có khi chưa có tha thiết đủ, chưa có liên lỉ đủ, chưa có trông cậy phó thác đủ. Và một cái điểm nữa là chúng ta thấy nơi cái người đàn bà này là bà đã hoàn toàn không những phó thác kiên trì mà bà còn khao khát thực sự. Phải có một cái lòng khao khát đó. Tại sao chúng ta lại cần phải cầu nguyện thưa ông bà anh chị em? Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đang biểu lộ niềm tin của chúng ta, và đặc biệt chúng ta đang bám vào một sức mạnh vĩ đại. Như những tuần trước tôi có chia sẻ đấy. Nếu đức tin ta đủ thì chúng ta có thể làm cả phép lạ. Thế là trong cái trường hợp này cũng vậy. Lời cầu nguyện chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện với ai? Chúng ta nguyện cầu nguyện với Chúa. Mà cầu nguyện với Chúa, Chúa là ai? Là đứng quyền năng, là đứng tối cao. Có nghĩa rằng dù thân phận chúng ta yếu đuối thấp hèn, nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta kết hiệp với đứng tối cao, đứng quyền năng. Chúng ta động chạm vào một sức mạnh vô biên. Để diễn tả cái ý tưởng này thì tôi xin được phép kể lại cái câu chuyện mà tôi được đọc ở trong bài giảng cùng của Chủ nhật 29 mùa thường niên của Linh Mục Mark Linh dòng tên. Ngài có kể một cái câu chuyện tôi thấy rất là hay như thế này. Ngài nói rằng tại một trường học kia có một cô giáo trẻ tên là Mary. Cô ta khoảng 20 tuổi, cô ta rất muốn thành công trong cái việc giảng dạy của mình. Nhưng mà rất tiếc là trong lớp của cô ta lại có một cậu học trò quá tinh nghịch tên là Bill. Cậu luôn luôn phá rối lớp học, làm cho người cô giáo trẻ này nhức đầu và đôi khi muốn tốt cũng không được nữa. Cho nên một ngày kia, cô ta đang ngồi trong lớp học, đang ngồi trên bàn của giáo viên đó. Thế là cô ta mới viết vội, viết tắt thôi. Cái gì đó thì trong lúc cô ta đang viết trên cái tờ giấy nhỏ đó, thì cái cậu học trò Bill, cái cậu mà chuyên môn nghịch ngợm phá phách đó, đến và nói rằng cô đang viết cái gì vậy, cô đang làm cái gì vậy. Thì cô giáo che cái tờ giấy đi và nói rằng tôi đang cầu nguyện, tôi đang viết một cái lời nguyện. Thế là cái cậu học trò nghịch ngợm nó nói rằng nhưng mà Chúa có thể đọc được cái lời cầu nguyện mà cô với cái những cái chữ viết tắt nguệch ngoạc như vậy của cô không? Thì cô giáo nói chứ được chứ lại không, tôi tin rằng Chúa có thể làm được tất cả. Thế rồi cô ta bỏ cái tờ giấy cầu nguyện vào trong cuốn sách và cô ta đứng lên để bắt đầu dạy học. Thì cái cậu học trò tinh nghịch này mới mau mắn ăn trộm cái lời cầu nguyện của cái tờ giấy lời cầu nguyện đó, và anh ta cũng kẹp vào trong cái cuốn sách của anh ta, rồi anh ta đi về chỗ ngồi. 20 năm sau trong một lần anh ta đang thi lấy tìm những cái đồ đạc ở trên cái gác xếp nơi mà mẹ của anh ta đã cất đồ, thì anh ta tình cờ tìm thấy cái hộp anh ta để những cái đồ lặt vặt ngày xưa, thì anh ta mới tìm lại cái cuốn sách và mở ra, anh ta thấy được cái tờ giấy mà cái lời cầu nguyện của cô giáo mà anh ta ăn trộm đó còn nhét ở trong cuốn sách đó. Nhiều cô giáo viết tắt nguệch ngoạc cho nên anh ta chưa có đọc được, cho nên vội vàng anh ta lại lấy cái tờ giấy đó, anh ta đút vào trong cái bóp của mình và anh ta đi làm. Khi đến công ty thì anh ta mới đưa cái tờ giấy đó cho cái cô thư ký và nói cô đọc xem tôi là cái tờ giấy này viết cái gì. Thì cái cô thư ký đọc xong thì cô ta mới nói ô, cái tờ giấy này viết những lời rất là riêng tư mà có thể rằng tôi sẽ dịch ra, tôi sẽ viết ra rồi tôi sẽ đưa cho anh vào buổi chiều tối nay. Thế là cái anh Bill này đi vào trong văn phòng của mình làm việc. Rồi khi chiều tối trước khi anh ta về thì anh ta thấy cô thư ký đã để một miếng giấy dịch cái tờ mà lời cầu nguyện mà của cái cô giáo 20 năm trước viết đó. Cô đã dịch ra và trên cái tờ giấy đó đã viết những cái lời như thế này. Lạy Chúa, con không muốn thất bại trong cái công việc giảng dạy của con, nhưng mà con không thể dạy tốt lớp tốt được bởi vì con có một người học trò tên là Bill thường quấy phá, thường nghịch phá, làm cho cái lớp hỗn độn lên. Lạy Chúa, xin hãy đánh động trái tim của người học trò này. Bởi vì người học trò này là một người có thể trở nên rất tốt và cũng có trở thành rất xấu. Cái câu cuối,
người học trò này là một người có thể trở nên một người rất tốt và cũng có thể trở thành một người rất xấu, đã đánh động cái anh Bill này khi anh ta đọc cái lời cầu nguyện này. Nó như là đập vào đầu anh ta vậy. Là bởi vì chỉ vài tiếng trước thôi, anh ta đã phải suy nghĩ để đưa ra một quyết định. Và quyết định đó có thể biến đổi cuộc đời của anh ta trở nên rất xấu và rất tệ. Trong vài tiếng kế tiếp đó, cũng như là trong một tuần kế tiếp đó, anh ta đã đưa cái tờ lời cầu nguyện của cô giáo ngày xưa ra đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Và tất nhiên, cái lời cầu nguyện này đã thức tỉnh anh ta, đã làm cho anh ta quyết định thay đổi để không làm theo cái quyết định mà sẽ làm cho cuộc đời của anh ta trở nên tồi tệ và xấu xa. Rồi vài tuần sau đó, anh ta đã đến tìm cô giáo, của tìm được cái nơi ở hiện tại của cô giáo của mình ngày xưa. Và anh ta đã nói cảm ơn cô giáo. Cảm ơn cô vì lời cầu nguyện của cô đã có hiệu quả, đã có hiệu lực. Anh ta đã thay đổi, đã lựa chọn để không trở nên một con người xấu, mà lựa chọn là trở nên một người tốt. Chúng ta qua câu chuyện này chúng ta thấy là gì? 20 năm. Lời cầu nguyện của cô giáo đó đã phải mất 20 năm để có hiệu lực, để có hiệu quả. Và không ai ngờ được rằng một lời cầu nguyện giản dị mà như đã được lãng quên qua 20 năm, vậy mà đã tạo ra một sức mạnh không tưởng được. Để rồi đã biến đổi cuộc đời của người học trò của cô 20 năm sau. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, sức mạnh của lời cầu nguyện thật tuyệt vời, không tưởng được, và đừng bao giờ coi thường sức mạnh của lời cầu nguyện. Chúng ta phải thật cẩn thận khi chúng ta cầu nguyện. Nhiều khi tôi nói đùa, nhưng mà cũng thật tôi nói rằng nhiều người có lẽ là vì thánh thiện đạo đức cho nên lại Chúa, xin Chúa hãy làm cho con tất cả những gì Chúa muốn. Lời cầu nguyện như Chúa Giêsu trên thập giá đó, lại Chúa, xin đừng làm theo ý con mà hãy làm theo ý của Cha. Tôi nói những người nào cầu nguyện như vậy phải rất là cẩn thận. Bởi vì nếu như Chúa đáp trả lại lời cầu nguyện của bạn, thì bạn đã sẵn sàng để chấp nhận thánh ý Chúa chưa? Ví dụ bây giờ một người đó rằng, lạy Chúa xin làm cho con những gì mà Chúa muốn. Rồi đùng một cái đêm nay ngủ, sáng sau Chúa cho bị tai biến, bại liệt cả đời. Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Cho nên đừng bao giờ coi thường sức mạnh của lời cầu nguyện. Đừng đùa cợt với lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện có một sức mạnh vô biên, mà cũng linh mục Mark Linh đã kể về một cái lời phát biểu của bác sĩ Alexis Carroll, người đã thắng giải Nobel vào năm 1912. Ông đã nói như thế này về lời cầu nguyện. Chúng ta thấy rằng không chỉ có những con người gọi là bé cổ thấp họng, hay là những con người gọi là thiếu học, những con người mê tín dị đoan thì mới tin vào lời cầu nguyện, mà đây là một bác sĩ, một tiến sĩ y khoa, một người đã thắng giải Nobel, không phải là một bình thường, nhưng mà vẫn tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Và ông đã nói như thế này: lời cầu nguyện có một sức mạnh vô cùng lớn lao. Nó tạo ra một cái năng lượng lớn mà con người, một năng lượng lớn mà con người không tưởng là có thể tạo được ra. Và Ngài nói rằng ảnh hưởng của lời cầu nguyện trên tâm lý và trên thể lý của con người là một bằng chứng, như là những cái tế bào, những cái tiếng Anh gọi là những cái secret glands, những cái tuyến giáp nó có thể tạo ra trong con người của chúng ta. Và ông nói rằng lời cầu nguyện có một sức mạnh, một sức hút như là sức hút trọng lượng của trái đất vậy. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy đấy là một người, một nhà khoa học cũng tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Ông bà anh chị em có thể tham khảo thêm về cầu nguyện qua trong cái bài giảng mà khao khát cầu nguyện, mà tôi cũng có đăng ở trên cái kênh YouTube Lời Yêu Thương này. Lời cầu nguyện số 1, khao khát cầu nguyện 1 và khao khát lời cầu nguyện 2 mà tôi đã chia sẻ trong đạo hội Thánh Mẫu tại Missouri vào tháng 8 vừa qua.
tôi đã nói về cầu nguyện, ông bà anh chị có thể tham khảo thêm. Hay là cách đây cũng gần 10 năm rồi, tôi cũng có giảng tại đội Thánh Mẫu với chủ đề Linh Dược Chúa Ban. Hay là Chàng Chuỗi Mân Côi cũng nói về sức mạnh của lời cầu nguyện. Hay là những cái phương thế để chúng ta cầu nguyện, nếu ông bà anh chị muốn tìm hiểu thêm. Rồi cho nên chúng ta thấy rằng, thứ nhất là chúng ta phải tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta phải tin. Bởi vì cầu nguyện mà không tin thì không có hiệu quả bao nhiêu cả. Khi cầu nguyện là chúng ta phải tỏ lộ niềm tin. Vì vậy mà chúng ta cầu nguyện không phải chỉ để xin được ơn này ơn kia, thưa ông bà anh chị em. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết chúng ta xin cái gì, chúng ta cần cái gì. Nhưng mà Thánh Phaolô nó nói là nếu như không có ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng chẳng biết cầu nguyện làm sao cho đúng nữa. Mà nếu cho rằng chúng ta có tài giỏi thì chúng ta cũng chỉ biết rằng chúng ta muốn cái gì, chúng ta cần cái gì thôi. Nhưng mà Chúa thì biết hơn chúng ta muốn cái gì, chúng ta cần cái gì. Chúa biết rằng cái gì tốt nhất cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, chắc chắn Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng mà Chúa là một người cha nhân từ, cho nên Chúa cũng đắn đo xem ban cho chúng ta ở lúc nào, cách nào và cái gì đã là tốt nhất cho chúng ta, đặc biệt là tốt nhất cho phần rỗi linh hồn của chúng ta. Có khi Chúa không ban để cho chúng ta những được lợi lộc, những ơn phúc của phần xác, nhưng mà phần hồn, nhưng là phần rỗi linh hồn của chúng ta. Và khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta tin tưởng vô thác rằng Chúa sẽ ban chúng ta, Chúa nghe lời của chúng ta và Chúa sẽ đáp trả lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng mà Chúa đáp trả lời cầu nguyện của chúng ta theo cách của Chúa, chứ không nhất thiết là phải theo cách của chúng ta, và theo thời gian của Chúa, chứ không phải theo thời gian của chúng ta. Như câu chuyện tôi vừa kể đấy, 20 năm trời. Hay chúng ta thấy trong dụ ngôn, trong bài tin mừng ngày hôm nay, người đàn bà quá đó cũng phải kiên trì nhẫn nại mất nhiều tháng ngày, để rồi cái ông quan tòa đó mới đáp trả lại cái lời yêu cầu của bà để giải quyết cái vấn đề của bà. Tất nhiên Chúa cũng đưa cái dụ ngôn này ra để thấy rằng cái ông quan tòa này, dù rằng ông xấu xa, ông không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng nể người ta, vậy mà khi một cái người bà đàn bà quá tiếp tục kiên trì nhẫn nại kêu cầu thì ông đã đáp lại cái lời cầu xin của bà. Thì huống gì Thiên Chúa của chúng ta là một người cha nhân từ tốt lành, thì chắc chắn Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Đặc biệt là khi chúng ta cầu nguyện một cách kiên trì liên lỉ. Và cái sự kiên trì liên lỉ này không phải là Chúa làm khó chúng ta, mà cái sự kiên trì liên lỉ này để làm gì? Để cho chúng ta càng đào sâu hơn niềm tin của chúng ta, sự phó thác của chúng ta, và cũng làm cho chúng ta ý thức hơn về lời cầu nguyện của mình, quyết tâm hơn, khao khát hơn trong lời của mình. Đôi khi chúng ta cũng biết trong cuộc sống, những cái gì dễ lấy được thì có khi lại dễ mất, những cái gì lễ lấy được thì chúng ta lại coi thường. Cho nên có khi Chúa cũng để cho chúng ta cần phải kiên trì liên lý, để rồi chúng ta ý thức hơn lời cầu nguyện của mình, để rồi chúng ta tín thác nhiều hơn nữa, để rồi chúng ta quyết tâm hơn nữa. Tất nhiên chúng ta không phải là cầu nguyện rồi chúng ta ngồi đó không. Có những người thì chẳng tin vào Chúa, cũng chẳng tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Họ cho rằng lời cầu nguyện là mất thời giờ, là cho những người nhỏ bé, những người yếu đuối, không tự làm được cho bản thân mình, thất bại triền miên, cho nên mới phải nhờ vào Thiên Chúa. Còn họ là một người tự lập được, tự cánh sinh được, họ không cần phải sức ai giúp đỡ cả, cho nên họ cảm thấy cầu nguyện là một việc vô ích, là mất thời giờ. Nhưng mà cũng có những người cầu nguyện thì lại ngược lại, cầu nguyện một cách ý lại. Cầu nguyện đấy như là thôi có việc gì khó khăn thì cứ cầu nguyện với Chúa để Chúa làm hết cho mình, còn mình thì cứ ngồi không. Y như là cái người cứ ngồi đó, ngồi dưới cây để há miệng ra để chờ sung rụng thế nào. Cái đó cũng không đúng. Cái cách thức cầu nguyện chính đáng là gì? Là chúng ta phải biết tin tưởng phó thác vào Chúa, và chúng ta biết rằng chúng ta không thể làm được gì nếu như không có ơn Chúa trợ lực cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần phải cộng tác với ơn của Chúa. Chúng ta cầu nguyện rồi, rồi chúng ta cũng phải cố gắng. Như tiếng Anh có cái câu là gì? God helps those who helps themselves. Có nghĩa là gì? Chúa giúp đỡ cho những ai mà họ cũng phải biết tự giúp đỡ lấy chính bản thân mình nữa. Có nghĩa là chúng ta cầu nguyện thì phải cầu nguyện, cần cầu nguyện như hơi thở của linh hồn, như hơi thở cuộc sống vậy.
là người Công giáo không thể không cầu nguyện. Nhưng mà cầu nguyện rồi, chúng ta vẫn phải cộng tác với ơn của Chúa. Hay như lời của Thánh Giacôbê tông đồ nói đấy, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Chúng ta tin vào Chúa, tin vào lòng thương xót của Chúa, tin vào sức mạnh của Thiên Chúa, nhưng mà chúng ta cũng phải có những việc làm của đức tin. Chúa đã chết để cứu độ chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng phải cộng tác với ơn cứu độ đó. Rồi bây giờ một cái điểm nữa chúng ta cũng phải lưu ý về trong đời, về vấn đề đời sống cầu nguyện. Đó là nhiều khi chúng ta cầu nguyện, nhưng mà chúng ta lại muốn Chúa làm theo ý của chúng ta. À, ví dụ như tôi cũng đã từng nghe một vài linh mục chia sẻ rằng, đây tôi không nghĩ là cái sự cố tình, nhưng mà nói ra để chúng ta cũng lưu ý một chút thôi. À, ví dụ như có người bỏ 20 đô la vào trong phong bì, đưa cho cha xin lễ và đề, nhưng mà là xin như ý. Cha xứ mới chọc rằng, trời ơi, bây giờ mình cầu nguyện là mình xin, là xin Chúa ban cho mình theo ý của Chúa, chứ sao lại muốn theo ý của mình? Mà có nghĩa là gì? Là muốn Chúa làm theo ý của mình mà với giá có 20 đồng. Với 20 đồng mà lại muốn Chúa làm theo ý của mình. Coi rẻ Chúa quá, coi thường Chúa quá. À, tất nhiên tôi biết rằng những quý vị mà xin là như ý không có ý đó. Nhưng mà có nghĩa là họ có cái ý nào đó, ví dụ là xin Chúa cho được bình an, xin tạ ơn Chúa vân vân, hoặc là có những cái gì đó mà họ khó nói ra, công khai cho họ để như ý, là với cái ý đó, chứ không phải là chỉ có 20 đồng bạc rồi muốn Chúa làm theo ý của mình, thì đó là không đúng tinh thần, và tôi nghĩ rằng đó cũng không phải là cái ý mà họ muốn xin. Rồi, nhưng mà nhiều khi chúng ta trở lại như vậy, thì trong cuốn sách Sợi Chỉ Đỏ có kể một câu chuyện khá thú vị, kể rằng tôi xin được đọc cái câu chuyện đó, rất là thú vị, rất là hay thưa quý vị. Câu chuyện kể rằng tại một bưu điện nọ nhận được một lá thư của một đứa trẻ, của một đứa bé trai. Một đứa bé trai viết một cái lá thư rất là nguệch ngoạc, không có được rõ, chữ không có đẹp, rồi trên cái địa chỉ cũng chữ không rõ, nhưng mà địa chỉ lại ghi là gì? Địa chỉ cho người gửi cho cái người được nhận đó là Thiên Chúa. Cái đứa bé này gửi thư cho Chúa qua đường bưu điện, để là người nhận là Thiên Chúa. Thế là một nhân viên thư của bưu điện khi mà nhận được cái lá thư đó thì thấy thú vị quá. Cái người này lại gửi thư cho Chúa, biết gửi làm sao. Thì cái người nhân viên bưu điện này mới mở cái lá thư đó ra và đọc được cái thư đó, viết như thế này: Chúa thân mến, con là Tommy, con 6 tuổi. Bà con đã chết và mẹ con phải cực khổ để nuôi 6 anh em con. Xin Chúa cho chúng con 300 đồng nhé. Chấm hết. Và lá thư tôi xin đọc lại: Chúa thân mến, con là Tommy, con 6 tuổi, ba con đã chết và mẹ con phải cực khổ để nuôi 6 anh em con. Xin Chúa cho chúng con 300 đồng nhé. Thế là khi người nhân viên bưu điện này đọc xong lá thư thì vừa thấy rất là tiếu lâm buồn cười mà cũng vừa rất là cảm động. Cảm động vì cái tâm tình của đứa trẻ, vì cái sự tin tưởng phó thác của đứa trẻ vào Thiên Chúa. Cho nên anh ta mới chia sẻ cho những người bạn đồng nghiệp đang làm với anh ta trong bưu điện đọc cái lá thư đó. Thì khi mọi người đọc xong lá thư thì họ cảm thấy rất là cảm động và thấy thương cho cái đứa trẻ này. Cho nên họ đã gom góp tiền lại được 100 đồng và họ gửi về địa chỉ cho cái đứa trẻ bé này và nhiều cách giúp đỡ cho nó. Vài tuần sau, bưu điện lại nhận được lá thư cũng của cái cậu bé này và gửi lại cho Thiên Chúa. Và trong lá thư viết như thế này, thưa ông bà anh chị em, cậu bé đã viết: lần tới Chúa có thể gửi trực tiếp cho gia đình con vì qua bưu điện họ giữ lại 200 đồng. Có nghĩa là cái cậu bé này xin 300 đồng nhưng mà nhận được có người gửi về 100 đồng thì cậu bé mới nói rằng gì? À, lần tới nếu mà Chúa gửi tiền gia đình con thì gửi thẳng về gia đình con, không cần phải gửi qua bưu điện nữa. Bởi vì gửi qua bưu điện thì chắc là người ta đã lấy 200 đồng rồi, cho nên gia đình con nhận được có 100 đồng thôi. Cho nên cậu bé nói rằng lần tới Chúa có thể gửi trực tiếp cho gia đình con vì gửi qua bưu điện họ giữ lại 200 đồng. Thưa ông bà anh chị em, lá thư rất dễ thương. Và chúng ta có thể cười với cái sự đơn sơ của đứa trẻ.
Nhưng mà có một điều lưu ý chúng ta cần phải suy nghĩ như thế này. Trong cái sự ngây ngô của đứa bé đó, chúng ta thấy được rằng thứ nhất là đứa bé không hề nói cảm ơn. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện, nhưng chúng ta không bao giờ cảm ơn cả. Chúng ta chỉ xin, chúng ta đòi hỏi và chúng ta coi Thiên Chúa như là một đấng ban phát ân sủng, chỉ có vậy thôi. Chúng ta cần cái gì thì Chúa phải ban cái đó. Chúng ta xin cái gì thì Chúa phải cho cái đó. Còn nếu như chúng ta xin mà Chúa không cho, chúng ta không bằng lòng. Hay Chúa cho nhưng mà Chúa không cho theo cái cách của chúng ta, hay là cho cái điều chúng ta muốn, thì chúng ta sẽ không biết ơn, không cảm ơn. Như đứa trẻ này, nó xin 300 đồng, thế là nó được 100. Nó nghĩ rằng Chúa đã không cho vậy, chứ không có một lời cảm ơn. Và nó còn nói rõ ràng là gì? Là lần tới Chúa đừng có gửi qua bưu điện nữa, gửi trực tiếp đến nhà. Có nghĩa là hãy làm cái cách của con, và hãy cho 300 như là con xin vậy. Đôi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng cầu nguyện trong cái thái độ đó. Chúng ta muốn ban, Chúa ban chúng ta đúng như điều chúng ta xin, và vào cái thời điểm và cái cách chúng ta muốn. Còn nếu có khác đi thì chúng ta không bằng lòng. Không bằng lòng và chúng ta có thể âm thầm là bằng cách không cảm ơn, hoặc là đòi hỏi thêm, hay là có những người thất vọng để rồi không còn tin vào Chúa nữa. Tôi cũng đã từng nghe có những người nói rằng tôi nghèo khổ bao nhiêu năm nay rồi, 20 năm nay nghèo, tôi cầu xin Chúa tôi vẫn nghèo, cho nên rằng tôi chẳng có đi lễ cầu nguyện làm cái gì nữa, mất thời giờ. Cho nên vì vậy đó cũng là lý do tại sao mà câu cuối trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi Chúa Giêsu nói rằng nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất này nữa chăng? Chúa không biết rằng khi Chúa trở lại lần thứ hai, còn bao nhiêu người tin vào Chúa, còn bao nhiêu người tiếp tục trung thành, kiên trì để liên lỉ cầu nguyện. Giáo hội nói chung và chúng ta nói riêng, muốn có nhiều người sống đời sống đức tin, muốn có nhiều người đến với Chúa, trở thành con cái Chúa, không phải để như là một sự chiến thắng của trần gian theo cái nghĩa chính trị, là chúng ta có thêm nhiều thành viên, như là một cái công ty chúng ta có nhiều thành viên, hay là cái hội của chúng ta có nhiều thành viên. Không phải vậy. Chúng ta muốn có nhiều người đến với Chúa không phải để chúng ta có nhiều thành viên. Chúng ta không muốn mọi người bỏ Chúa cũng không phải bởi vì chúng ta muốn mất thành viên và đó như là cái sự thất bại. Không phải vậy, thưa ông bà anh chị em. Mà cái lý do chúng ta muốn có nhiều người đến với Chúa, nhiều người không bỏ Chúa, bởi vì chúng ta biết rằng chỉ có đến với Chúa chúng ta mới có ơn cứu độ. Vì chỉ có một mình Chúa mới luôn luôn trung thành với chúng ta. Chỉ có một mình Chúa mới luôn luôn lắng nghe và đáp trả lời cầu nguyện của chúng ta. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới yêu thương chúng ta trọn vẹn và không bao giờ phản bội chúng ta. Cho nên khi chúng ta cảm thấy nhìn thấy những người khác bỏ Chúa, không còn sống đời sống đức tin nữa, chúng ta đau lòng bởi vì chính họ sẽ là những con người thiệt thòi. Chứ không phải là vì con số. Vì vậy kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, qua bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa kêu gọi chúng ta. Thứ nhất, hãy tin tưởng phó thác vào Chúa, hãy đến với Chúa với sự khiêm tốn, và khiêm tốn đó được thể hiện qua cung cách cầu nguyện của chúng ta, qua sự kiên trì nhẫn nại trong lời cầu nguyện của chúng ta, trong sự tín thác trọn vẹn, bởi vì lời cầu nguyện có một sức mạnh không tưởng được. Sức mạnh của lời cầu nguyện không phải là bởi vì lời của chúng ta có sức mạnh, hay là tâm tình của chúng ta có sức mạnh, hay là đức tin của chúng ta có sức mạnh, mà lời cầu nguyện chúng ta mạnh mẽ bởi vì lời cầu nguyện làm cho chúng ta được liên kết với Thiên Chúa, đụng chạm vào Thiên Chúa là đứng quyền năng. Vì vậy đó, sức mạnh đến từ đó, và đừng bao giờ coi thường sức mạnh của lời cầu nguyện. Hãy siêng năng cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho nhau, và hãy cầu nguyện mọi lúc mọi nơi. Và để cho chúng ta cầu nguyện tốt được thì chúng ta phải quyết tâm. Phải có cái giờ để mà chúng ta cầu nguyện nhất định trong ngày, bởi vì cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay rất nhiều bận rộn, rất nhiều công việc chúng ta bận rộn, mà nếu chúng ta không dành ra một cái thời gian nhất định để mà cầu nguyện thì chúng ta dễ bỏ qua lắm. Ví dụ có những gia đình tối trước khi đi ngủ hay sau khi ăn cơm xong, cả gia đình cầu nguyện với nhau 10 kinh kính mừng, hay là ngồi có những phút hồi tâm với nhau gì đó. Hay là có những cá nhân sáng dậy ra thức dậy trước khi đi làm cầu nguyện rồi mới đi làm. Hay là có những người thì trong lúc nghỉ trưa, ăn trưa xong được nghỉ một chút, họ cầu nguyện. Hay có những người thì trên đường từ hãng xưởng về nhà, họ cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta phải quyết tâm
dành một thời gian nhất định nào đó trong ngày để cầu nguyện. Chứ còn không thì chúng ta bận rộn một chút là chúng ta dễ bỏ lắm. Và để cho lời cầu nguyện của chúng ta được kiên trì, chúng ta cần phải nâng đỡ giúp đỡ nhau trong đời sống cầu nguyện. Cũng cho Linh Mục Mark Linh sẽ kể cái câu chuyện rằng có một cậu học trò nam đã chia sẻ với cô giáo của mình rằng mẹ của tôi đã giúp tôi trong việc kiên trì nhẫn nại để cầu nguyện. Thế là cô giáo nói rằng mẹ của em đã giúp em như thế nào? Thì cậu trò đã nói rằng mẹ của em và em đã quyết định là mỗi sáng thức dậy cùng một giờ. Rồi mẹ của em cầu nguyện ở trong phòng của mẹ 15 phút. Em cũng ở trong phòng em cầu nguyện 15 phút. Tuy rằng không cầu nguyện chung với nhau, nhưng mà khi biết được rằng ở bên phòng bên kia có mẹ cùng đang đồng hành với mình trong lời cầu nguyện, đã khích lệ em, đã nâng đỡ em để giúp cho em kiên trì nhẫn nại trong đời sống cầu nguyện. Thế là chính chúng ta cũng giúp cho nhau cầu nguyện. Nhiều khi mời nhau cầu nguyện, vợ mời chồng cầu nguyện, chồng nhắc nhở vợ cầu nguyện, cha mẹ mời con cái cầu nguyện chung, cha mẹ nhắc con cái cầu nguyện, bạn bè gọi điện thoại cho nhau. Ví dụ như tôi biết ở Việt Nam có những giáo xứ để khích lệ giờ kinh chung của gia đình, của giáo xứ, thì cứ mỗi tối vào 8 giờ tối hay là 9 giờ tối đó thì giáo xứ đánh chuông để như một lời nhắc nhở rằng đây là giờ kinh chung của giáo xứ, đây là giờ kinh chung của gia đình. Và hôm vừa rồi tôi về thăm giáo xứ quê của tôi ở Việt Nam, ở Hồ Nai Biên Hòa, thì tôi cũng biết rằng giáo xứ của tôi bây giờ cũng có những ngày là có những giờ nhất định buổi tối thì bà con giáo dân ai sắp xếp được thì đến nhà thờ đứng trước tượng đài Đức Mẹ để đọc kinh chung với nhau. Đó là cách để cho chúng ta nâng đỡ nhau trong đời sống cầu nguyện, nhắc nhở trong đời sống cầu nguyện và giúp đỡ nhau kiên trì nhẫn nại trong đời sống cầu nguyện, thưa bà anh chị em. Cho nên nói về cầu nguyện thì một cái đề tài có thể là không mới mẻ, nhưng mà nói mãi không hết, thưa bà anh chị em. Vì vậy nơi đây tôi cũng chỉ chia sẻ một vài ý tưởng để rồi chúng ta biết kiên trì nhẫn nại. Và đặc biệt thưa bà anh chị em, những người trong xã hội ngày hôm nay có nhiều người đang đau khổ lắm. Chúng ta thấy cuộc chiến bên Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra, mà cuộc chiến tranh mấy tháng trời, gần một năm trời như vậy thì chắc chắn nhiều người đau khổ lắm. Nhiều người chết, nhiều người tị nạn khắp nơi. Rồi trong những trận lũ lụt vừa qua tại Hoa Kỳ, cơn bão ở tiểu bang Florida, hay là ở miền Trung Việt Nam, ở miền Bắc Việt Nam, những vùng đồi núi, biết bao nhiêu nạn nhân. Nhiều người đau khổ lắm. Và ngay tại trong các gia đình, tôi cũng đã gặp được rất nhiều người vợ, người chồng, đặc biệt là những người vợ đang đau khổ trong đời sống hôn nhân gia đình. Đau khổ vì chồng, vì con của mình. Tuần trước khi tôi đi sang bên Cali để mà giảng, tôi cũng đã gặp một số người, một số các bà, các chị cũng đến chia sẻ với tôi những cái đau khổ về việc giáo dục con cái trong đời sống đức tin, đặc biệt con cái ngày hôm nay khô khan, nguội lạnh trong đời sống đức tin, hay là chồng sống bê tha vân vân. Rất nhiều người đau khổ, thưa ông bà anh chị em. Đau khổ trong cảm xúc, trong công ăn việc làm, nhất là kinh tế bấp bênh như thế này. Rất nhiều nỗi đau khổ. Vì vậy nhiều người cầu nguyện, và có lẽ là đôi khi chúng ta cũng cảm thấy rằng Thiên Chúa như đang rất hờ hững với lời cầu nguyện. Có thể Thiên Chúa hờ hững và không quan tâm tới những đau khổ, những thử thách trong cuộc đời của chúng ta. Thưa không có đâu, thưa ông bà anh chị em. Như trong bài tin mừng dụ ngôn đấy, cái người thẩm phán xấu xa như vậy, nhưng mà cái người đàn bà quá đã kêu xin mãi cũng đã làm, thì huống gì Thiên Chúa là cha nhân từ tốt lành. Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, và có lẽ Ngài cũng đang khóc với chúng ta. Cho nên vì vậy mà khi chúng ta cầu nguyện đó, thì chúng ta phải nhớ rằng không phải để chúng ta được ơn này ơn kia, mà cầu nguyện phải nâng đỡ, phải giúp trong đời sống đức tin của chúng ta nữa. Vì vậy mà tôi muốn nói tới cái lời của mẹ Thánh Teresa Calcutta đã nói như thế này: hoa trái của cầu nguyện là đức tin. Hoa trái cầu nguyện không phải chỉ là được ơn này ơn kia, được chữa lành hay được thoát những đau khổ, mà hoa trái đầu tiên của lời cầu nguyện là đức tin, làm chúng ta vững vàng đức tin hơn. Thứ hai, hoa trái của đức tin là tình yêu. Khi chúng ta tin là tin yêu, để rồi chúng ta yêu Chúa, yêu tha nhân, chúng ta có thể tha thứ, chúng ta có thể tha thứ cho nhau, có thể chấp nhận nhau, có thể cùng đau khổ với nhau. Rồi hoa trái của tình yêu là phục vụ. Thế vì yêu thương, chúng ta phục vụ cho nhau, giúp đỡ nhau, nâng đỡ nhau, cách này cách khác. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện những người đau khổ, thì không phải cầu nguyện không đâu, mà chúng ta còn phải làm những việc lành bác ái, làm những việc phúc đức nữa.
Ví dụ như một cái điều mà tôi khích lệ các em trong nhà đệ tử, trong nhà tập của tu đoàn của chúng tôi đó, tôi biết rằng các em đi tu thì chẳng có tiền, chẳng làm cái gì ra tiền cả, nhưng mà tôi vẫn khích lệ các em là gì? Chúng con có 2 đồng, 5 đồng chia sẻ với những nạn nhân bị lũ lụt ở Việt Nam hay những nạn nhân bão ở bên Florida đi. Khi chúng ta gặp bão táp thì người ta giúp cho chúng ta. Bây giờ người ta bị gặp nạn, chúng ta nên giúp cho mình. Tôi muốn tập cho các em ý thức được cái tinh thần bác ái, ý thức được cái sự chia sẻ, và không những chỉ giúp đỡ người ta bằng lời cầu nguyện, bằng những việc làm cụ thể hay như lúc nãy tôi nói đó, cầu nguyện rồi nhưng còn phải cộng tác với ơn Chúa nữa. Cho nên vì vậy tôi kêu gọi các em, chúng con có 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng cũng được đóng góp để gửi đi giúp các nạn nhân, để các em ý thức được cái điều đó, và em ý thức được rồi cộng tác trong cái lời cầu nguyện đó. Thế là hoa trái của tình yêu là phục vụ, và hoa trái của phục vụ là sự bình an. Thế là Thánh Phaolô nói là Thiên Chúa yêu thích những cái người cho đi một cách vui vẻ. Và thực sự thưa ông bà anh chị em, chúng ta hãy cho đi, hãy giúp đỡ được rồi, chúng ta cảm nhận được cái niềm vui của một người cho đi, một cái niềm vui, một sự bình an mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta cầu nguyện thì không phải là để chúng ta được ơn này ơn kia không đâu, mà cầu nguyện giúp để củng cố niềm tin của chúng ta, để chúng ta luôn ý thức rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Ngay cả khi chúng ta cầu nguyện để Chúa cất những đau khổ của chúng ta, hay là chữa lành bệnh tật chúng ta, hay được ơn này ơn kia, cái việc đó không quan trọng. Quan trọng hơn là gì? Là chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đồng hành với chúng ta, Thiên Chúa ở bên chúng ta, và chính cái điều đó ban thêm cho chúng ta sức mạnh, ban thêm chúng ta niềm hy vọng. Cho nên chính lời cầu nguyện chưa chắc đã có thể thay đổi những cái đau khổ trong cuộc đời của chúng ta, thay đổi những tính hư tật xấu của chúng ta, nhưng mà sức mạnh của lời cầu nguyện có thể giúp cho chúng ta có đủ ơn để chúng ta có thể đối diện với những đau khổ đó, có thể tiếp tục vác những thập giá đó, và giúp cho chúng ta có đủ sự kiên trì, nhẫn nại, sự khiêm tốn để đối diện với những yếu đuối trong cuộc đời của chúng ta. Rồi cái điểm cuối cùng là gì? Là chúng ta không chỉ cầu nguyện một cách đọc kinh, mà chúng ta phải tập tâm sự với Chúa. Hãy mở lòng mình ra với Chúa và mở lòng mình ra với tha nhân. Nếu chúng ta làm những điều đó, tôi xin lặp lại: khiêm tốn, tin tưởng phó thác tuyệt đối vào sức mạnh của lời cầu nguyện và quyền năng của Thiên Chúa, kiên nhẫn trong đời sống cầu nguyện, không bỏ cuộc. Để rồi như lời Chúa Giêsu nói đó, khi ta trở lại không biết còn nhìn thấy đức tin ở trong trần gian này không. Và cuối cùng phải cùng một cách liên lỉ mở lòng mình ra với Chúa, với tha nhân, cộng tác với lời cầu nguyện. Thì như vậy chắc chắn rằng những gì chúng ta ao ước Thiên Chúa sẽ ban cho, và ban cho theo cách của Chúa, theo thời gian của Chúa, đặc biệt là cho cứu rỗi phần linh hồn của chúng ta. Kính chúc quý cụ, quý ông bà, anh chị em một tuần tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa, luôn phó thác vào Chúa, siêng năng cầu nguyện cho nhau và giúp nhau cầu nguyện. Và hẹn gặp lại trong những tuần kế tiếp.